Kính thưa toàn thể quý vị và nối tiếp chương trình, lên xin mời quý vị cùng thưởng thức một sáng tác của tác giả Nguyễn Văn Lên, ca khúc được mang tên Thương Má. Và với ca khúc này, xin mời quý vị cùng lắng nghe qua tiếng hát của Nguyễn Văn Lên. Xin quý vị cho anh Lên một tràng vỗ tay được không ạ? Còn lớn khôn ngày về thăm quê hương, thương má tôi vẫn còn như trước. Mòn mỏi đời tình thương, lưng đã còng mãi tóc vàng. Má ơi, vì thương con yên tâm ngược xuôi ở phương xa mà nhớ ngày đêm, biết con giờ này còn đời tình
Yeah, it's enough.